Chào tất cả anh em, thì hôm nay là những ngày đầu tuần thì bên em có rất nhiều các sản phẩm, ví dụ như cụm đẩy vang nọc xì nâng tiếng để gửi tới tất cả các bác, và những cặp loa Bose 301 hàng thanh lý này. Thì đây anh em có thể nhìn thấy đôi Bose 301 cho bác Thảo Trăm, bác ở Đắk Lắk này, thu 800.000 anh em nhé. Và đây là một bộ combo cả vang cả đẩy cho một bác khách đặt qua mạng thông điện tử của bên em này, bác khách này. Đây, anh em thì nhìn thấy này, Q9 với lại cũng đẩy H500 anh em nhé. Và đây tiếp có này, cho anh Chiến này, anh ở Hải Phòng này, U75Q9. Thì anh có đặt thêm cả cái cục đẩy LA850 nữa này. Anh có đặt thêm cả LA850. Đấy, combo cho bác này. Và đây là cục đẩy tiếp theo này, cục đẩy dành cho chú Chí này, F7409 này, 7.3 triệu. Thì chú lấy cả vang D5 của bên em, đặt cọc trước cho em bên em 2 triệu rồi. Đấy, rất nhiều anh em nhé. Rồi mic dây này ở Thanh Sơn Phú Thọ này, 500.000 bao ship anh em nhé. Mic dây mic xua UGX20 này, lọc xì 231S này, nâng tiếng này, đây nâng tiếng, đây cũng có hết này. Rất nhiều hàng anh em nhé. Đấy, nâng tiếng đây, cho anh Hiếu này, dòng chôm Bến Tre này, X3000 Flut với giá 1.2 triệu này. Đây cục đẩy 8004 nữa này, còn đây là 7409 anh em nhé. Đây là đóng hàng rất nhiều tới tất cả anh em. Đấy, vang D5 này, cả vang D5 đang xét rồi để gửi cho bác cùng với lại con 7409 này. Còn D5 này là 4.1 triệu anh em nhé. Và 7409 kia là 8.3 triệu. Thì bác cọc 2 triệu thì con đây kia thu 7.3 triệu, con này thu 3.1 triệu anh em nhé. Đấy, rất nhiều các sản phẩm. Rồi củ mic như này, củ mic cho bác khách ở Gio Linh Quảng Trị này, hai củ mic là 440 anh em nhé, 30.000 tiền ship là 470. Rất nhiều đồ để gửi tới tất cả các anh em. Thì mọi thông tin nhu cầu mua hàng anh em liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới anh em nhé. Hiện tại trong miền Nam thì bên em đã vận chuyển được hàng với tầm khoảng 10kg đổ lại rồi anh em nhé. Nên anh em đặt hàng cứ thoải mái thôi. Tất cả các tỉnh miền Nam anh em nhé, nhận tất cả các tỉnh miền Nam tới tất cả anh em. Đấy, thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp anh em nhé. Chào tất cả anh em, và cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của bên em các sản phẩm.